Vâng, hiện tại đang là 8 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 2019. Quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thùng Tám. Tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc kệ tivi mõ. Chiếc kệ tivi này bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, có kích thước là 2m4. Trên màn hình là tổng thể sản phẩm, hình ảnh sản phẩm đây. Chiếc kệ này chúng tôi mới vừa dựng mọc lên xong. Tôi quay luôn để giới thiệu đến quý vị khách hàng ai đang có nhu cầu sẽ tham khảo mẫu kệ tivi này đang rất thịnh hành hiện nay. Kệ thì được bố trí 4 cánh và 4 ngăn kéo. Phần để tivi này thì được thiết kế rất là rộng rãi, có thể quý vị có thể để tivi thoải mái. Những chiếc tivi 50 hoặc 60 inch đều để được hết, không bị khống chế như là những kệ cột nho. Đây, chúng tôi có 4 cánh, là 2 cánh ở giữa, 2 cánh hai bên và 4 ngăn kéo nhỏ. Được đục chạm tứ quý tùng trúc cúc mai, chất liệu là gỗ gõ đỏ. Chúng tôi mới chiếc này là vừa dựng mọc lên xong, vẫn chưa cạo nạo đánh ráp gì, còn nguyên là tôm gỗ đây, quý vị có thể đến trực tiếp để xem gỗ. Đây là phía bên trong, mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987510086, website là đồ gỗ tùng 8.com. Xưởng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại video tôi đang quay ở trong xưởng, tôi đang có rất là nhiều sản phẩm khác. Ngoài kia là anh em thợ đang hoàn thiện những bộ ghế này. Sau này là bộ hoàng gia. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Mọi người khi xem video thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.